Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Trúc, sinh năm 1988, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và Trần Bá Can, sinh năm 1984, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vào khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 9, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Trúc điều khiển xe mô tô trên đoạn đường thuộc xã Đông Thành, thị xã Bình Minh có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thì phát hiện Trúc đang vận chuyển trái phép 1,350 kg ma túy loại heroin và methamphetamine. Đối tượng khai vừa nhận số ma túy này từ Trần Bá Can đang đi trên xe taxi di chuyển cùng hướng từ Trà Ôn về thị xã Bình Minh. Lực lượng đã nhanh chóng chốt chặn, mời Can làm việc. Tang vật tạm giữ gồm một xe ô tô, một xe mô tô, 4 điện thoại di động, 400 đô la Mỹ và số tiền 21 triệu 600 ngàn đồng cùng nhiều đồ vật khác có liên quan.